Hoa Sa và Thiện Hạnh thân ái kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang đến với phần tin News at Night cho thứ ba ngày 16 tháng 1. Và trước khi mở đầu, xin mời quý vị theo dõi phần tin dự báo thời tiết cho ngày thứ tư 17 tháng 1 cùng với Hoa Sa. Bản tin dự báo thời tiết mở đầu với thành phố Boston. Trời âm u và lạnh lẽo, dự báo sẽ có tuyết rơi trong ngày. Nhiệt độ cao nhất vào khoảng 18 và xuống thấp nhất vào ban đêm là 15 độ. Gió Tây Nam từ 10 cho đến 20 dặm một giờ. Dự báo xác suất tuyết rơi trong ngày vào khoảng 40%. Tại thành phố New York, trời âm u kèm theo tuyết rơi vào ban ngày. Nhiệt độ dao động từ 22 cho đến 37 độ. Gió thổi hướng Tây Bắc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Dự báo xác suất tuyết rơi trong ngày là 60%. Philadelphia trời nhiều mây và âm u, với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 24, xuống thấp nhất vào ban đêm là 18 độ, gió Tây Nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, và dự báo có 20% xác suất tuyết rơi nhẹ vào buổi chiều tối. Thủ đô Washington DC trời có nhiều mây với nhiệt độ dao động từ 20 cho đến 29 độ, gió Tây Bắc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo có 20% xác suất tuyết rơi nhẹ trong ngày. Khu vực Miami trời có nhiều mây âm u và không có nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 74, xuống thấp nhất vào ban đêm là 50 độ. Gió bắc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo sẽ xuất mưa trong ngày chỉ vào khoảng 20%. Orlando trời có nhiều mây và nắng nhẹ, với nhiệt độ cao nhất vào khoảng 67, xuống thấp nhất vào ban đêm là 33 độ. Gió tây bắc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo có 10% xác suất mưa. Khu vực Tampa trời có nhiều mây và không có nắng trong ngày, nhiệt độ dao động vào khoảng 32 cho đến 64, gió hướng Tây Bắc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo sẽ xuất mưa chỉ vào khoảng 10%. Tại khu vực Houston của tiểu bang Texas, trời nắng và không có mây với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 38 và xuống thấp nhất vào ban đêm là 23 độ, gió hướng Đông Bắc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Thành phố Dallas trời trong xanh đầy nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 36, xuống thấp nhất vào ban đêm là 23 độ. Gió thổi nhẹ hướng đông bắc dưới 5 dặm một giờ và dự báo ngày và đêm cũng khô ráo và không có mưa. Sacramento trời có nhiều mây và âm u với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 59, xuống thấp nhất vào ban đêm là 48 độ. Gió thổi nhẹ hướng đông nam dưới 5 dặm một giờ, dự báo sẽ xuất mưa trong ngày chỉ vào khoảng 10%. Thành phố San Jose trời có nhiều mây với nhiệt độ dao động trong ngày vào khoảng 50 cho đến 65, gió tây từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo sẽ xuất mưa trong ngày cũng chỉ vào khoảng 10%. Thành phố Los Angeles trời có nhiều mây và không có nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 75, xuống thấp nhất vào ban đêm là 54 độ, gió thổi nhẹ hướng nam dưới 5 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm cũng khô ráo và không có mưa. Tiếp theo là khu vực San Diego trời nắng nhẹ và có mây rải rác vài nơi, với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 70 và xuống thấp nhất vào ban đêm là 52 độ. Gió Tây Bắc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Và ngay sau đây, kính mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Thiện Hạnh. Thưa quý vị, bản tin mở đầu cho biết nhiều khu dân cư đông người sinh sống đã bị không kích tại thành phố Eastern Ghouta của Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria đặt trụ sở tại Anh Quốc loan báo chiến đấu cơ của quân chính phủ đã liên tục không kích xuống các khu dân cư đông người sinh sống tại thành phố Eastern Ghouta vào ngày thứ Hai 15 tháng 1. Các thị trấn đã bị oanh kích bao gồm Duma, Harasta và Arbin. Mặc dù đã gây ra nhiều tổn thất về mặt tài sản, nhưng màn không kích tại thị trấn Duma không khiến cho bất kỳ một ai bị thương vong. Quay sang thị trấn Arbin, nơi này đã phải hứng chịu 14 cuộc không kích bằng hỏa tiễn và bom. Hơn 25 quả bom do chiến đấu cơ của quân chính phủ dội xuống thị trấn Harasta, khiến cho ít nhất 5 người bị thiệt mạng. Người đứng đầu các cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc Ziad Ra'ad al-Hussein vào tuần trước cho biết quân đội Syria và các đồng minh của họ đã sát hại ít nhất 85 thường dân vô tội kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2017 sau khi giới lãnh đạo Damascus cho tăng cường các cuộc tấn công vào thành phố Eastern Ghouta. Tai nạn sập cầu khiến cho hơn 10 người đã bị thiệt mạng tại Colombia. Thưa quý vị, truyền thông quốc tế loan báo, có ít nhất là 10 người được cho là đã bị thiệt mạng trong một vụ tai nạn sập cầu gần thủ đô Bogota của Colombia vào ngày tối thứ Hai ngày 15 tháng 1 vừa qua. Giới chức trách cơ quan dân phòng cho biết, chiếc cầu mang tên Shirajara đã bị sập khi đang trong tiến trình xây dựng. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, người dân không được phép di chuyển ngang qua cầu. Tất cả các nạn nhân đều được xác nhận là nhân viên xây cất. 9 người trong số này đã tử vong ngay tại chỗ. Người còn lại đã qua đời bên trong một bệnh viện ở địa phương. Chiếc cầu Shirajara dài 446 mét là một phần của dự án xây dựng đường xá kết nối giữa hai thành phố Bogota và Villa Vecchio. Tiến trình cứu người và tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích hiện nay vẫn đang được diễn ra.
số người thương vong hiện đang được dự đoán sẽ tiếp tục leo thang trong vài ngày tới. Nguyên nhân của vụ sập cầu đang được giới chức trách điều tra. Thưa quý vị, Nga mở cuộc điều tra về vụ tấn công bằng dao trên khuôn viên trường học. Giới chức trách Sở Cảnh sát vừa mở một cuộc điều tra hình sự về vụ tấn công bằng dao nhọn trên khuôn viên trường học ở thành phố Perm của Nga. Vụ việc được cho là đã xảy ra vào ngày thứ Hai 15 tháng 1, khiến cho 15 người bị thương. Ba người trong số các nạn nhân hiện đang lâm vào tình trạng nguy kịch. Truyền thông địa phương trước đó đưa tin có hai người đàn ông đeo mặt nạ đã dùng dao tấn công các học sinh trong trường. Tuy nhiên, giới chức trách thành phố Perm lại nói rằng vụ tấn công bắt nguồn từ một cãi cọ và ẩu đả giữa hai học sinh. Nơi này tọa lạc cách thủ đô Moscow khoảng 700 dặm về hướng đông bắc. Khoảng 12 người được xe cứu thương đưa vào bệnh viện nhi khoa. Ba người còn lại được đưa đến nhà thương khác do vết thương nghiêm trọng hơn. Lệnh di tản đã ngay lập tức được ban hành tại ngôi trường học có gần 700 học sinh nêu trên. Thưa quý vị, nhóm Boko Haram phát hành đoạn video về các thiếu nữ làng Chibok. Nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram vào ngày thứ Hai ngày 15 tháng 1 đã phát hành một đoạn video quay lại cảnh tượng các thiếu nữ làng Chibok vốn từng bị tổ chức khủng bố này bắt cóc vào năm 2014, đang sinh sống an lành cùng con cái tại một nơi giấu tên. Có khoảng 12 thiếu nữ, có người còn bồng theo con, đã được nhìn thấy trong đoạn video dài hơn 20 phút. Hãng thông tấn Reuters hiện vẫn chưa thể xác nhận liệu những cô gái này có nằm trong số các thiếu nữ từng bị phe Boko Haram bắt cóc khỏi làng Chibok ở mạng đông bắc của Nigeria. Một trong những thủ lĩnh cấp cao của Boko Haram có tên là Abu Bakr Shekau cũng đã xuất hiện trong đoạn clip này. Có hơn 270 thiếu nữ đã bị nhóm Boko Haram bắt cóc tại Nigeria. 82 người trong số này đã được phóng thích vào giữa năm 2017. Sau cuộc hòa giải vào năm 2016, có 24 người đã được trả tự do. Nhóm phiến binh Hồi giáo Boko Haram đã sát hại hơn 20.000 người, đồng thời buộc 2 triệu người khác đã phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn tại Nigeria. Thưa quý vị, tiếp theo là bản tin cho biết Thủ tướng Netanyahu cho hay Israel và Ấn Độ có thể cùng nhau xây dựng tương lai. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày thứ Hai 15 tháng 1 cho hay chính quyền Tel Aviv và New Delhi có thể hợp tác xây dựng tương lai chung bằng cách trao đổi và sử dụng những nhân tài đến từ hai nước. Phát biểu nêu trên đã được nhà lãnh đạo Do Thái đưa ra khi đang tham dự vào một cuộc họp cùng giới lãnh đạo doanh nghiệp tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Sự kiện này ngoài ra còn có sự góp mặt của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Phía Ấn Độ cũng đã mời các công ty Israel sang quốc gia của họ đầu tư và phát triển sự nghiệp. Trong bối cảnh, kim ngạch thương mại song phương giữa hai quốc gia đã tăng từ 200 triệu Mỹ Kim vào năm 1992 lên mức 4,16 tỷ Mỹ Kim vào năm 2016. Mối quan hệ bang giao giữa Ấn Độ và Israel cũng trở nên kháng khít hơn kể từ khi ông Narendra Modi lên nắm quyền vào năm 2014. Ông Modi cũng là vị thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ công du sang Israel. Một bản tin Á Châu khác cho hay, Trung Cộng đã bị Nhật Bản chỉ trích mạnh mẽ sau khi đưa tàu ngầm đến gần các quần đảo tranh chấp chủ quyền. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Isunori Onodera vào ngày thứ Hai ngày 15 tháng 1 đã lên tiếng chỉ trích chính quyền Trung Quốc sau khi quốc gia này đưa tàu ngầm nguyên tử tới gần quần đảo mà Tokyo và Bắc Kinh đều đang tuyên bố là chủ quyền. Hành động này của Trung Cộng đã khiến cho căng thẳng leo thang trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chiếc tàu ngầm dài 110m được trang bị hỏa tiễn và thủy lôi, vốn có khả năng lặn sâu dưới nước, đã bị Nhật Bản phát giác di chuyển trên Biển Đông vào hồi tuần trước. Được biết, mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Cộng trong suốt nhiều năm qua đã trở nên nguội lạnh liên quan tới các vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh hải trên Biển Đông. Giới lãnh đạo Tokyo trước đây từng tuyên bố lập trường của họ xoay quanh hòn đảo tranh chấp Senkaku mà Trung Quốc đang đồng tuyên bố chủ quyền dứt khoát sẽ không thay đổi. Về phía Bắc Kinh luôn cương quyết gọi hòn đảo Senkaku là đảo điếu ngư. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin News at Night cùng với Thiện Hạnh và Hoa Sa. Sau một vài phần tin thương mại sẽ là những bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống.